Hello, chào tất cả mọi người xem video clip của tôi. Tôi là Chất của bạn. Hôm nay là Chủ nhật. Tôi đã về ở buôn làng rồi. Bây giờ chúng tôi làm một con cày. Qua 3-4 ngày đi làm phát cỏ cây keo lai của tôi ở trong rẫy. Bây giờ chúng tôi về nhà làm một con cày để đại anh em cho đi làm. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái cảnh chúng tôi làm một con cày nhé. Đây là một con cày mua về làm hơn 400.000 để gọi là giải mỏi cho anh em đi làm. Một con cày đây. Con cày mua hơn 400.000 gần 500. Một quả bọ nữa đây. Đây. Thợ làm Mai Dương với anh Madet. Ngon ghê thật. Nhìn chưa ăn cảm thấy ngon rồi. Đã làm tanh bành hết rồi. Đây thịt cày anh em đã từng làm từ nãy giờ đây. Rất là ngon, nướng. Rất là tuyệt vời, rất là ngon. Đây là còn sống đây, chưa nướng này. Còn đây là nướng rồi, chín rồi. Đó. Đó, dưới bếp lửa hồng kìa. Đây là món đu đủ này. Đu đủ thịt cày. Mà cái này ăn trước à. Măng lê này, đây là măng nha, đây là ma brak, tiếng đàn rất là tuyệt vời, rất là hay của dân tộc Tây Nguyên chúng tôi. Bỏ đi, nó chất bọc luôn chứ. Bỏ, 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 bỏ,
Đây, anh em đã đi vào cuộc nhậu buổi sáng và trưa hôm nay. Thịt cầy của anh em người đồng bào làm mấy món thôi, món nướng rồi món luộc, chấm lá xả, xả. Đây. Còn bàn bên kia là không uống rượu. À, bạn này thì uống rượu. Các bạn xem video clip của tôi, like, đăng ký, chia sẻ để tôi có động viên tinh thần làm video clip tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, anh chị, cô bác, các em xem video clip của tôi nhé. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại.